Sáng nay tại Tổ đình Từ Đàm, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế trang nghiêm cử hành đại lễ Phật đản Phật lịch 2568. Tham dự có ông Nguyễn Nam Tiến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ông Nguyễn Chí Tài, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo chính quyền mặt trận các ban ngành của tỉnh và thành phố Huế. Buổi lễ cũng thu hút hàng ngàn tăng ni Phật tử tham gia thành tâm kính Phật. Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Khế Chân, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế đã tuyên đọc thông điệp đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 của Đức Phật chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhắc nhủ tới các tăng ni Phật tử cần đề cao trách nhiệm, giữ vững kỷ cương, làm tròn bổn phận của mình để góp phần lan tỏa những gì tốt đẹp nhất đến với mọi người. Tăng ni Phật tử bên cạnh các công tác Phật sự phải biết phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, chung tay xây dựng quê hương Việt Nam hùng cường thịnh vượng. Trong không khí trang nghiêm và thành kính, ba hồi chuông trống bạc nhã được vang lên. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã dâng hương cầu nguyện cúng dường Đức Phật. Toàn thể mọi người đồng tụng bài khẩn đảng nguyện cầu Tổ quốc vinh quang, đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Tuần lễ Phật đản Phật lịch 2568 được Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gồm nhiều hoạt động trải khắp các địa điểm: Ngân Lương Đình, Liễu Quán, Quốc Từ Diệu Đế, Tổ đình Từ Đàm. Ngoài các nghi thức tôn giáo tại các chùa và từ viện, đại lễ Phật đản tại cố đô Huế còn có các chương trình mang tính xã hội như hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ, các thánh tự đạo và nhiều chương trình nghệ thuật. Đặc biệt năm nay, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục chú trọng công tác từ thiện xã hội, kêu gọi tăng ni cư sĩ thiện tín thập phương phát tâm cúng dường, đóng góp giúp đỡ đồng bào gặp khó khăn với tinh thần đạo pháp dân tộc.